Thưa quý vị và các bạn, những ngày này cùng với cả tỉnh cả nước, đồng bào các dân tộc huyện miền núi Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa cũng đã và đang có nhiều hoạt động thi đua yêu nước, vui mừng phấn khởi chờ ngày được cầm lá phiếu cử tri để bầu ra những đại biểu ưu tú vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong những ngày này, trên màn hình LED tại cổng trường Trung học cơ sở Vạn Xuân thường xuyên chạy dòng chữ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Để hướng tới ngày hội lớn của đất nước, Ban giám hiệu nhà trường đã phát động đợt cao điểm thi đua, cuộc vận động như đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện trong việc dạy tốt, học tốt trong cuộc sống hàng ngày với mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Là trường học thuộc vùng 135, thế nhưng trong nhiều năm liền, trường Trung học cơ sở Vạn Xuân luôn nằm trong top đầu là điểm sáng của ngành giáo dục huyện Thường Xuân trên tất cả các phương diện giáo dục đại trà và mũi nhọn. Thực hiện các cái văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, thì đơn vị chúng tôi đã trước hết là thực hiện nghiêm túc các cái văn bản chỉ đạo của Đảng, chính quyền về công tác bầu cử, đã tuyên truyền đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường về công tác bầu cử là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người công dân. Và đặc biệt là nhà trường đã phát động nhiều cái phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt để lập thành tích chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Và đồng thời là phát động các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực chào mừng ngày hội toàn dân. Thường Xuân là huyện nghèo 30A, vùng cao biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống của tỉnh Thanh Hóa. Những năm gần đây, thực hiện nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiều chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội đã được huyện Thường Xuân triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Từ đó, thắp sáng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng thời háo hức và kỳ vọng vào một cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm 2021-2026. Thôn Quạn, xã Vạn Xuân hiện có 122 hộ với 602 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái. 5 năm qua, cùng với sự hỗ trợ của các cấp các ngành, nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cải tạo vườn tạp, trồng rừng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm mang lại thu nhập ổn định, nên đời sống của đồng bào Thái nơi đây đã có bước phát triển hơn so với trước đây. Từ một xã đặc biệt khó khăn, vùng 135, đến nay, Vạn Xuân đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Đời sống của bà con nhân dân thì cách đây 5 năm về trước thì cũng đang khó khăn. Nhưng sau khi thì từ 5 năm trở về đây thấy cái đời sống bà con nhân dân là cũng phát triển. Trong đó là có cái sự, nhất là có cái hỗ trợ của nhà nước. Hai nữa là về cái cho hỗ trợ cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số là trồng rừng theo cái định là một cái của chính phủ, hỗ trợ gạo này, tiền này, rồi cây giống, thì sau khi được thu hoạch keo thì bà con nhân dân thì có cái phần thu nhập là cũng đủ sống. Trước thêm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thì Đảng bộ xã Vạn Xuân đã phát động rất là nhiều cái chương trình trọng tâm. Trước hết là cái chương trình trọng tâm là bà con nhân dân là tập trung lao động sản xuất, cùng nhau là đảm bảo an ninh trật tự của địa phương. Và với cái tinh thần phấn khởi của cái việc là xã Vạn Xuân đã được công nhận 19 trên 19 tiêu chí đạt nông thôn mới. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng là dịp để cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Thường Xuân ra sức thi đua, lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng ngày hội lớn của non sông. Xuân Dương là một trong những xã vùng thấp của huyện Thường Xuân, có diện tích nông nghiệp lớn. Để nhân dân có thu nhập cao, ổn định từ trồng trọt, chăn nuôi, cấp ủy chính quyền xã đã vận động người dân chuyển đổi cây trồng, đưa những cây con có giá trị cao vào sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển vùng chuyên canh theo hướng hàng hóa, liên kết để tiêu thụ sản phẩm.
về tinh thần và đời sống chính trị của nhân xã là tuyệt đối trung thành vào tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền. Trong lĩnh vực sản xuất đã tin tưởng vào việc đã cơ bản là đưa các giống cây con cây và con giống mới vào cơ cấu sản xuất. Nhân dân đã thực hiện chuyển đổi mô hình là từ cây mía sang cây ngô, cho ngô dày, cho bò sữa, cung cấp cho bò sữa, và đã mang lại hiệu quả cao và thường xuyên cho thu nhập. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn may H&H Vinagreen đóng tại thị trấn Thường Xuân, người lao động chủ yếu là thanh niên, là lực lượng chính để cầm lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, đầu tư và đi vào hoạt động từ cuối năm 2020. Đến nay, công ty này đã tạo công ăn việc làm cho hơn 700 người với mức lương từ 5 đến 7 triệu đồng một người một tháng. Với diện tích nhà xưởng và công trình phụ trợ lên đến hàng chục ngàn mét vuông, tới đây, đơn vị này sẽ tạo ra hơn 1.800 việc làm, giúp cho nhiều lao động ở huyện miền núi Thường Xuân không phải đi làm xa quê mà vẫn có thu nhập ổn định ngay tại quê hương mình. Việc khi nhà máy đầu tư ở Thường Xuân thì là đã được sự giúp đỡ lớn lao của cơ quan ban ngành nhà nước và địa phương. Thì là trước mắt thì là ở Thanh Hóa có một nhà máy và Thường Xuân là nhà máy thứ hai. Thì khi mà nhà máy xây dựng hoàn thiện và hoạt động ổn định rồi thì là cũng mong rằng là sẽ có cái cơ hội để xây dựng thêm một nhà máy thứ hai nữa ở Thường Xuân. Cùng với phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm bảo an ninh trật tự, nhiều hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chào mừng ngày hội lớn của đất nước cũng sẽ được các cấp, tầng lớp nhân dân huyện Thường Xuân tổ chức sôi nổi, tạo ra không khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân. Đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn của cán bộ đảng viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện miền núi Thường Xuân nói riêng và ở cả nước nói chung. Là dịp để thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, là vinh dự, quyền và nghĩa vụ của công dân một nước độc lập và phát triển. Tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội và các tầng lớp nhân dân để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiều cái nội dung đã được thể hiện rõ trong cái kế hoạch của tiểu ban thông tin tuyên truyền cũng như là của Ủy ban bầu cử huyện. Thời gian qua, cử tri huyện miền núi Thường Xuân tin tưởng và hài lòng với những người đại diện cho tiếng nói nguyện vọng của mình trong việc giám sát, thực hiện các chính sách trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, các chính sách giảm nghèo dân tộc và miền núi. Chỉ còn hơn một tháng nữa, các cử tri huyện miền núi Thường Xuân sẽ cùng với cử tri cả nước tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng ấy, đặt niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu, nhân dân mang lại ấm no và hạnh phúc cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chuyên mục chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn nguyên tắc tuổi bầu cử và tuổi ứng cử được quy định trong luật bầu cử. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Chuyên mục câu chuyện vùng cao kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp tươi.